Thích Trí Châu Thanh Lương Thiền Thất, Phật Lịch 2549, 2005 Chương 14 Tóm tắt Do tập khí có tự vô thủy, con người có những kiến chấp thật kiên cố, sâu dày rất khó mà phá trừ và buông xả. Muốn buông xả phải nhận chân ra được các pháp là giả có và như huyễn. Chính vì thế mà trong bài tụng đầu và trong hai câu đầu của bài tụng thứ hai Bồ Tát Thế Thân đã nhấn mạnh đến cái giả có của các Pháp và chúng đều do thức biến hiện, các thức gồm có ba thứ là dị thục, tư lương và liễu biệt cảnh. Do giả thuyết ngã Pháp, hữu chủng chủng tướng chuyển, bị y thức sở biến, thử năng biến duy tam, vị, dị thục, tư lương, cập liễu biệt cảnh thức. Tiếp theo đó Ngài diễn tả chi tiết về tánh chất của thức thứ nhất. Tánh chất tổng quát của thức thứ nhất được biểu hiện ở ba cái tên gọi là A lại gia, dị Thục và nhất thiết chủng. Khi muốn diễn ta tánh chất chứa nhóm của thức này thì gọi nó là Tàng thức tức là kho chứa mà tiếng phạn gọi là A lại gia. Khi muốn diễn tả sự chuyển biến mà hiện khởi của thức này thì gọi nó là dị Thục nghĩa là chính mùi mà thành quả. Khi muốn nói đến tất cả mọi hạt giống của tất cả các pháp đều được chứa trong thức này thì gọi nó là nhất thiết chủng. Tất cả mọi suy nghĩ, hành động, thấy biết hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc không xấu lẫn không tốt của ta đều được lưu giữ trong tàn thức sơ năng biến này và các dữ kiện được lưu giữ đó cứ liên tục chuyển biến không lúc nào ngưng nghĩ tự như dòng thác đổ, hết khối nước này đổ xuống thì có khối nước tiếp theo, liên miên bất tận. Những chuyển biến này khi đã đầy đủ nhân duyên, tăng trưởng chín mùi thì chuyển hiện ra căn thân và thế giới tức là chánh báo và y báo. Với tri kiến phàm phu không thể nào có thể hiểu biết tường tận được những chuyển biến trong thức này, cũng không thể biết được sự thọ nhận và nơi chốn được thọ nhận, không thể biết chắc chắn được sẽ nhận lãnh thân mạng nào trong sáu loài chúng sanh và cũng không thể biết rõ ràng các cõi sẽ được thọ mạng tức là không thể biết rõ sự nhận thọ của chánh báo và y báo. Những sự chứa nhóm và chuyển biến nơi A lại gia thức sẽ chấm dứt khi đạt được quả vị A-La-Hán. Khi ấy A lại gia thức hoàn toàn vô lậu và được gọi là bạch tịnh thức tất cả đặc tính nói trên của tạng thức sơ năng biến được Bồ Tát Thế Thân thâu gọn trong hai câu sau của bài tụng thứ hai, bài tụng thứ ba và bài tụng thứ tư. Sơ A lại gia thức. Dị thuộc, nhất thiết chủng. Bất khả tri chấp thọ. Xứ, liễu. Thường giữ xúc. Tác ý, thọ, tưởng, tư. Tương ưng duy xã thọ. Thị vô phú vô ký. Xúc đẳng diệt như thị. Hằng chuyển như bột lưu la hán vị xả. Tiếp đến Bồ Tát Thế Thân nói đến thức đệ nhị năng biến tức là thức mạc na. Tính chất của thức này là luôn chấp A lại gia thức và các chủng tử cùng hiện hành nơi A lại gia thức là thiệt có rồi khởi sinh những chấp trước và nắm giữ. Những chấp trước và nắm giữ này là nguồn gốc của những ngã ái, ngã kiến cùng ngã mạng và ngã si, là bốn món trong căn bản phiền não. Thức này luôn hiện khởi và không rời A lại gia thức. Khi đạt được quả vị A-la-hán hay khi đắc được diệt tận định của bậc xuất thế đạo tức là Bồ Tát Đệ Bát Địa thì mới loại trừ được các tánh chất tư lương và chấp trước nơi mạc na thức. Tánh chất của thức này được Bồ Tát Thế Thân diễn tả trong ba bài tụng thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Thứ đệ nhị năng biến. Thị thức danh mạc na. Y bỉ chuyển duyên bỉ. Tư lương vị tánh tướng. Tứ phiền não thường câu. Vị, ngã si, ngã kiến, tinh ngã mạng, ngã ái. Cập giữ xúc đẳng câu. Hữu phú vô ký nhiếp. Tùy sở sanh sở hệ. A la hán, diệt định. Xuất thế đạo vô hữu. Tiếp đến Ngài nói đến thức đệ tam năng biến gồm thức thứ sáu và năm thức trước gọi là thức liễu biệt cảnh. Khi đã có thọ mạng rồi nghĩa là khi các nghiệp quá khứ đủ duyên chính mùi chuyển hiện ra thân căn của một chúng sinh rồi thì sáu thức này nương nơi thân căn mà phân biệt thế giới bên ngoài. Tất cả các loại tâm sở đều tương ưng với thức liễu biệt cảnh này. Tất cả các pháp thiện hay phiền não hoặc bất định đều do thức này phân biệt mà khởi sanh. Các tâm sở có 51 món tất cả và được phân chia thành 6 loại như sau, năm biến hành, năm biệt cảnh, 11 thiện, 6 căn bản phiền não, 20 tùy phiền não và 4 bất định tâm sở. Thiết nghĩ chúng ta cũng nhân đây ôm lại 100 pháp trong bách pháp minh môn luận bao gồm cả 51 tâm sở pháp vừa nói. 100 pháp đó được chia làm 5 loại. Y, tâm pháp có 8 món là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức và a lại gia thức. Hai, tâm sở hữu pháp gồm 51 món là năm biến hành, xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, năm biệt cảnh, dục, thắng giải, niệm, định, huệ. 11 món thiện, tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất phóng dật, hành xã, bất hại. 6 căn bản phiền não, tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. 20 tùy phiền não gồm 10 tiểu tùy, hai trung tùy và 8 đại tùy. 10 tiểu tùy là phẫn, hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu. Hai trung tùy là, vô tàm, vô quý. Tám đại tùy là, trạo cử, hôn trầm, bất tín giải đãi phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Bốn bất định, hối, miên, tầm, tư. Ba sắc pháp gồm 11 món là, nhãn căn nhĩ căn tỷ căn thiệt căn thân căn sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần những món này gồm 5 căn và 6 trần. Theo thiện ý của tác giả thì sắc pháp phải có 12 món mới trúng. Món thứ 12 là bộ não là nơi tập trung tất cả các dữ kiện do ngũ căn đưa tới, nhưng vì nó ẩn tàng bên trong nên không tính. 4. Bất tương ưng hành pháp gồm 24 món, đắc, mạng căn, chúng đồng phận, dị sanh tánh, vô tưởng định, diệt tận định, vô tưởng báo, danh thân, cú thân, văn thân, sanh, trụ, lão, vô thường, Lưu chuyển, định vị, tương ưng, thế tốc, thứ đệ, thời, phương, số, hòa hiệp, bất hòa hiệp. Về, vô vi pháp có 6 món là, hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, chân như vô vi. Bồ Tát Thế Thân diễn tả thức liễu biệt cảnh và tất cả các tánh chất của nó trong trong 7 bài tụng kế tiếp tức từ bài tụng thứ 8 đến bài tụng thứ 14 như sau. Thứ đệ tam năng biến. Sai biệt hữu lục chủng liễu cảnh vi tánh tướng Thiện bất thiện câu phi Thử tâm sở biến hành Biệt cảnh, thiện, phiền não Tùy phiền não, bất định Giai tam thọ tương ưng Sơ biến hành, xúc đẳng Thứ biệt cảnh vị, dục Thắng giải, niệm, định, huệ Sở duyên sự bất đồng Thiện vị, tính, tàm, quý vô tham đẳng tam căn Cần, an, bất phóng dật Hành xả cặp bất hại Phiền não vị, tham, sân Si, mạng, nghi, ác kiến Tùy phiền não vị, phẫn Hận, phú, não, tật, sang Cuốn, xỉm giữ hại, kiêu Vô tàm cập vô quý Trạo cử giữ hôn trầm Bất tính tinh giải đãi Phóng dật cập thất niệm tán loạn, bất chánh tri. Bất định vị, hối, miên. Tầm tứ nhị các nhị. Sau đó Bồ Tát Thế Thân nói đến duyên khởi của tiền lục thức, gồm nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức và ý thức. Ngài nói các thức đó đều có hạt giống nơi thức thứ tám, lấy thức này làm căn bản và nương nơi thức này mà phân biệt và chuyển biến ví như sóng nương nơi nước, như đào ba y thủy ngũ thức thì tùy duyên mà hiện khởi tức là khi có đủ duyên mới có tác động còn ý thức thì thường hiện khởi nghĩa là luôn luôn tác động, chỉ trừ khi ngủ mê thiếp đi không có mộng mị, khi chết ngất hoặc khi nhập diệt tận định hay vô tưởng định là hai định thật tĩnh lặng, không còn thọ và tưởng nữa. Ngoài ra khi sanh lên cõi trời vô tưởng thì thức thứ sáu này cũng ngưng hoạt động. Do các thức chuyển biến mà phát sinh năng phân biệt và sở phân biệt. Năng phân biệt và sở phân biệt này cứ liên tục chuyển biến nên khởi sanh tất cả các pháp. Năng và sở phân biệt này đều do nơi tâm thức động niệm mà khởi sanh nên không có thực và do đó Ngài Thế Thân nói tất cả đều là duy thức. Bài tụng thứ 15 cho đến 17 diễn tả ý này. Y chỉ căn bản thức. Ngũ thức tùy duyên hiện. Hoặc câu hoặc bất câu. Như đào ba y thủy. Ý thức thường hiện khởi. triều sanh vô tưởng thiên. Cập vô tâm nhị định. Thùy miên giữ muộn tuyệt. Thị chư thức chuyển biến,